khi mà chúng ta muốn điều chỉnh, thay vì là chúng ta điều chỉnh thủ công thì chúng ta có thể lựa chọn những cái bộ lọc có sẵn. Anh chị em thấy là những cái bộ lọc nó có sẵn, nó sẽ chỉnh toàn bộ cái hình ảnh của chúng ta, nó trở nên đẹp hơn, nó màu sắc nó thay đổi theo cái gì ạ, theo cái mong muốn của mình. Và anh chị em nhìn thấy cái ảnh nào, cái màu sắc nào mà gì ạ, nó cảm thấy nó hợp lý thì mình lựa chọn, tức là nó đã chỉnh sẵn cho mình rồi và nó đưa sẵn những cái mẫu tinh chỉnh cho mình ở đây rồi, mình chỉ cần chọn cái nào phù hợp là mình lấy thôi, ok không ạ? Đấy, có rất nhiều cái đó, ok không ạ? Đây, nó có những cái pro này. Đấy. Hoặc là cuộc sống này, hoặc là phong cảnh này. Đấy. Hoặc là phim này. Được chưa ạ? Hoặc là hình ảnh này. Đơn sắc này. Đấy, cổ điển này. Đấy. Hoặc là cảnh ban đêm này. Hoặc là phong cách này. Cool là nó hơi lạnh một chút. Warm là hơi ấm một chút. Đấy, ẩm thực giống như là chụp đồ ăn. Đó. Được chưa? Chúng ta nhấn tùy chỉnh thì chúng ta quay trở lại giống như cái tùy chỉnh bên ngoài, chất lượng video tương tự như cái lúc nãy. Ok không ạ? Rồi, nếu mà chúng ta hài lòng thì chúng ta sẽ đây, ví dụ như cái này mình thấy đẹp thì mình nhấn ok. Được chưa? Rồi, trong phần này nó có phần là gì ạ? Phần cơ bản. Ở đây thì nó cũng là cái phần là mình có thể là di chuyển cái ảnh sang trái sang phải. Nó giống như mình di tay này thôi. Được chưa ạ? Di lên di xuống. Phần này là gì ạ? Cái trục lên xuống để mình tinh chỉnh. Rồi, dục tỷ lệ. Đấy, mình có thể tăng giảm này. Mình có thể dùng hai ngón tay để mình gì ạ? Mình đưa vào. Cái dục xoay. Đấy, khi mình nhấn vào xoay thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ cho phép mình xoay theo một cái góc độ nào nhất định. Hoặc là mình có thể dùng tay mình xoay. Đấy, mình dùng hai ngón tay là mình xoay đều được, ok không ạ? Đó, rồi nếu mà chúng ta đồng ý thì chúng ta nhấn xác nhận, không thì thôi. Rồi, xóa nền, chúng ta có thể xóa tự động đấy, hoặc là khôi phục đấy, tô viền đấy, được chưa ạ? Chúng ta tô viền cho hình ảnh của mình đó. Rồi, xóa tùy chỉnh thì bây giờ là chúng ta chỉ xóa cái vùng nào mà chúng ta gì ạ, chúng ta không muốn thôi, được chưa ạ? Đấy. Đấy. Đấy, như vậy là chúng ta đã xóa tùy chỉnh đấy nhá. Chúng ta có thể điều chỉnh cái cọ này, tăng lên giảm xuống, tức là cái kích thước của cái cọ này, hoặc là chúng ta lại gì ạ, xóa đi cái phần này đi, tức là chúng ta lấy thêm cái phần này vào, được chưa ạ? Đấy, đường viền chúng ta có thể điều chỉnh cái đường viền. Đấy. Chúng ta có thể thay đổi kích cỡ cái đường viền. Đó. Thay đổi cái độ mờ của đường viền. Được chưa ạ? Đúng. Có thể thay đổi là gì ạ? Cái màu sắc của đường viền. Đấy. Ok không ạ? Rồi, chúng ta không thích thì chúng ta nhấn đặt lại. Thì nó lại quay lại từ đầu. Hoặc là chúng ta có chọn sẵn những cái đường viền là gì ạ, nó đã có mẫu ở đây, ok không ạ? Rồi, không thích thì chúng ta nhấn đặt lại, được chưa ạ? Đấy, ví dụ thế. Rồi. Rồi, sau đó là chúng ta nhấn đặt lại, nhấn ok. Đấy. Rồi, tiếp theo ở đây nó có một cái nền, cái phần nữa là phần không phông xanh. Cái phần phông xanh này để làm gì ạ? Khi mà chúng ta quay ảnh với cái phông xanh ấy thì chúng ta sẽ phải chọn vào đây. Đấy ạ. Khi chúng ta chọn vào đây thì chúng ta sẽ bỏ đi tất cả những cái màu màu nền này. Đấy, màu nền này. Được chưa ạ? Chúng ta có thể chọn cường độ. Vào phần cơ bản đấy nhé.
vào phần xóa nền, cái phông xanh. Khi chúng ta chọn vào đây thì nó sẽ bỏ đi cái màu đấy, được chưa ạ? Nó sẽ xóa cái màu đấy đi. Và phần cường độ, chúng ta khi mà chúng ta đưa lên thì nó sẽ tăng cái xóa, tăng cường cái cường độ xóa đi, được chưa ạ? Ta nhấn vào phần bóng thì nếu mà có những cái bóng mờ ấy thì là, ví dụ như chúng ta đứng ở cái phông mà cái đèn nó chiếu vào nó xuất hiện cái bóng ở phía sau chúng ta thì chúng ta sẽ sử dụng cái này để nó giảm cái nhiễu cái bóng đi, được chưa ạ? Đấy, cái này nó không phải phông xanh cho nên nó bị nhiễu, nhưng nếu mà chúng ta đứng ở phía cái phông xanh thì nó sẽ cắt cái phông xanh đi và nó tách cái chủ thể ra. Ok không ạ? Đó. Tuy nhiên thì Huy thấy ở đây là cái bên CapCut họ làm cái phần tách nền tự động khá là tốt. Cho nên là trừ khi là chúng ta có những cái video phông xanh, còn không thì chúng ta tự động tách nền, đặc biệt là tách nền với người, nó làm khá tốt. Nhưng mà nếu như không có người mà có chữ thì nó sẽ tự động tách nền, nó sẽ không làm được mà chúng ta phải sử dụng cái phông xanh. Phông xanh không có nghĩa là chỉ có phông xanh thì chúng ta mới mới tách được, mà cả những phông khác chúng ta vẫn tách được, nhưng với điều kiện nó phải là màu đơn sắc anh chị em nhé, màu đơn sắc. Ừ. Chứ còn nó nhiều nhiều màu quá thì thằng phông xanh này không có tác dụng đâu, nó chỉ dành cho những người mà quay ảnh quay hoặc là chụp ảnh với phía sau có phông phông xanh hoặc là phông vàng phông đỏ gì cũng được, không không có nghĩa là chỉ phông xanh nhé. Đấy, chọn cái màu phông đó. Rồi, chúng ta đặt lại. Đấy là cái phần hiệu ứng nha. Rồi, tiếp theo chúng ta đi vào phần âm thanh. Tiếp theo chúng ta đi vào phần âm thanh nhé. Phần âm thanh này. Được chưa ạ?